Chào mừng quý khán giả đã trở lại với bản tin tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Xây đập tràn trên sông Hồng, lấy nước hồi sinh sông Tô Lịch. Hà Nội công bố tên 22 xã phường sau sáp nhập. Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin thiệt hại trong vụ cháy lớn ven kênh Tàu Hủ, quận 8. Khởi công tổ hợp du lịch biển Hòn Thơm 50.000 tỷ đồng. Và sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Kính mời quý khán giả cùng theo dõi. Nghị quyết quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua, đặt mục tiêu giải quyết triệt để ô nhiễm sông Tô Lịch, làm sống lại hình ảnh dòng sông xanh, sạch, gắn liền với văn hóa, lịch sử thủ đô. Để thực hiện mục tiêu trên, một trong những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là thành phố Hà Nội sẽ xây dựng đập trên hệ thống sông Hồng, sông Đuống để đảm bảo mực nước ổn định, phục vụ các hoạt động kinh tế xã hội trên các dòng sông. Cụ thể, Hà Nội sẽ nghiên cứu xây dựng đập Xuân Quan trên sông Hồng, đập Long Tửu trên sông Đuống để dâng nước, cải thiện khả năng lấy nước vào hệ thống thủy lợi, làm sống lại các dòng sông. Nhờ đó, nước từ sông Hồng, sông Tô Lịch sẽ có dòng chảy, thoát cảnh dòng sông chết, tích tụ nước thải như hiện nay. Trước đó, tại hội nghị công bố quy hoạch phòng chống thiên tai và thủy lợi, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng, việc làm đập tràn trên sông Hồng để đảm bảo môi trường cho toàn bộ Hà Nội và vùng xung quanh. Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, khi nước sông Hồng dâng lên sẽ giúp các sông nhuệ, sông đáy hay thậm chí sông Tô Lịch có dòng chảy tự nhiên như xưa. Cùng vấn đề trên, Cục Quản lý Tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng vừa đề xuất xây dựng một số đập trên sông Hồng và sông Đuống nhằm dâng nước, tạo nguồn tự chảy thường xuyên, liên tục vào các sông của Hà Nội. Việc này nhằm đảm bảo dòng chảy môi trường, tránh tình trạng ứ động, ô nhiễm, trả lại khả năng tự làm sạch các chất ô nhiễm cho sông. Đề án cũng hướng tới việc điều hòa, kiểm soát lượng dòng chảy phân lưu từ sông Hồng sang sông Đuống, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí nguồn nước. Theo Cục Quản lý Tài nguyên nước, việc kết hợp cầu giao thông, tận dụng khai thác nguồn thủy năng góp phần đảm bảo hệ thống điều độ điện quốc gia, xây dựng các âu thuyền, đường cá đi, duy trì hệ sinh thái thủy sinh trên sông, tạo cảnh quan là điểm nhấn phù hợp với quy hoạch thành phố hai bên sông của Hà Nội. Các quận huyện của thành phố Hà Nội vừa công bố tên mới của 22 xã phường sau sáp nhập. Tên đơn vị hành chính mới được lựa chọn dựa trên yếu tố truyền thông, văn hóa, phong tục tập quán của địa phương. Tính đến đầu tháng 4 2024, 8 quận huyện ở Hà Nội đã công bố đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp phường giai đoạn 2023-2025 để lấy ý kiến nhân dân. Theo hướng dẫn của Sở Nội vụ, tên đơn vị hành chính mới được xem xét dựa trên yếu tố truyền thống, văn hóa, phong tục tập quán của địa phương. Ưu tiên sử dụng tên gọi đã có của các đơn vị hành chính trước khi sắp xếp hoặc được sử dụng trong quá trình hình thành và phát triển. Quận Hai Bà Trưng sẽ sắp xếp 7 phường thành 4 phường. Cụ thể, nhập một phần phường Cầu Dền vào Thanh Nhàn lấy tên phường Thanh Nhàn, nhập một phần phường Cầu Dền vào Bách Khoa thành phường Bách Khoa, Quỳnh Lôi và Bạch Mai sắp nhập thành phường Bạch Mai, Đống Mát và Đồng Nhân thành phường Đồng Nhân. Trên địa bàn quận Thanh Xuân sẽ sắp nhập phường Thanh Xuân Nam và phường Thanh Xuân Bắc thành phường Thanh Xuân Bắc, Kim Giang và Hạ Đình thành phường Hạ Đình. Quận Ba Đình sắp nhập phường Nguyễn Trung Trực và Trúc Bạch thành phường Trúc Bạch do tên gọi Trúc Bạch gắn liền quá trình lịch sử và tiểu khu Trúc Bạch trước đó, bao gồm cả phường Nguyễn Trung Trực hiện nay. Trên địa bàn quận Hà Đông sắp nhập 3 phường Quang Trung, Nguyễn Trãi, Yết Kiêu thành phường Quang Trung. Quận Đống Đa sắp nhập phường Khâm Thiên và Trung Phụng thành phường Khâm Thiên, nhập một phần phường Ngã Tư Sở vào Khương Thượng lấy tên phường Khương Thượng. Một phần phường Ngã Tư Sở nhập vào Thịnh Quang thành phường Thịnh Quang, nhập một phần phường Trung Tự vào Phương Liên thành Phương Liên Trung Tự, nhập một phần phường Trung Tự vào Kim Liên thành phường Kim Liên, Quốc Tử Giám và Văn Miếu thành phường Văn Miếu Quốc Tử Giám. Quận Long Biên sẽ nhập một phần phường Sài Đồng vào Phúc Đồng thành phường Phúc Đồng, nhập một phần phường Sài Đồng vào Phúc Lợi thành phường Phúc Lợi. Tại thị xã Sơn Tây sẽ sắp nhập 3 phường Lê Lợi, Ngô Quyền và Quang Trung thành một lấy tên phường Ngô Quyền. Huyện Ứng Hòa là địa phương có số xã giảm lớn nhất trong đợt sắp xếp đơn vị hành chính khi nhập 14 xã thành 5 xã. Cụ thể, nhập xã Viên Nội, Viên An, Hoa Sơn thành Hoa Viên, nhập xã Cao Thành, Sơn Công, Đồng Tiến thành xã Cao Sơn Tiến, nhập xã Hòa Xá, Vạn Thái, Hòa Nam thành xã Thái Hòa, nhập xã Lưu Hoàng, Hồng Quang, Đội Bình thành xã Bình Lưu Quang, nhập xã Trầm Lộng, Hòa Lâm thành xã Trầm Lộng. Trong giai đoạn 2023-2025, trên địa bàn thành phố Hà Nội có 173 xã, phường, thị trấn thuộc diện phải sắp xếp do không đáp ứng đủ tiêu chí về diện tích, dân số. Tuy nhiên, do đặc thù quốc phòng an ninh, truyền thống lịch sử văn hóa
tốc độ phát triển đô thị và trình độ phát triển kinh tế, nên thành phố đề xuất phương án giảm khoảng 70 đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn. Dự kiến trước ngày 10 tháng 4, các quận huyện sẽ hoàn thành đợt lấy ý kiến nhân dân về đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, phường. Tối ngày 1 tháng 4, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ PC07 Công an thành phố Hồ Chí Minh đã có báo cáo ban đầu về vụ cháy lớn xảy ra tại khu nhà ven kênh Tàu Hủ, phường 2, quận 8. Theo phòng PC07, hỏa hoạn bùng lên lúc 19:40 cùng ngày. Nơi cháy là bãi chứa vật liệu gỗ cũ tại số 124/4 Phạm Thế Hiển, phường 2, quận 8. Nhận tin báo, đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an quận 8, đội KV1, PC07 và đội chữa cháy trên sông triển khai lực lượng phương tiện dập lửa. Đến 20:40, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn lúc 20:50. Hỏa hoạn khiến 470m2 tại xưởng gỗ đồ cũ và hai căn nhà bị thiêu rụi. Cụ thể, hỏa hoạn thiêu rụi hoàn toàn 50m2 nhà số 206/1/18A, khoảng 100/150m2 nhà số 206/1/18 và khoảng 320m2 bãi vật liệu gỗ cũ. Chất cháy chủ yếu là vật liệu gỗ và đồ dùng trong gia đình. Cảnh sát đã bảo vệ được dãy nhà phía trước khoảng 1.120m2, dãy nhà liền kề phía bên phải của nhà cháy hoàn toàn. Theo cơ quan chức năng, vụ cháy không có người bị nạn. Ảnh hưởng vụ hỏa hoạn khiến nhiều khu vực tại phường 1, 2, 3, quận 8 cúp điện. Một cán bộ phòng PC07 cho biết, nơi cháy là xưởng đồ gỗ cũ và nhà ven kênh Tàu Hủ nằm trong diện di dời của thành phố. Các căn nhà này đa phần được dựng tạm bằng gỗ, lấn ra mé kênh. Khi xảy ra vụ cháy, chính quyền địa phương đã có mặt kịp thời đưa hàng chục người gần hiện trường vụ án ra khỏi nơi nguy hiểm. Ngoài việc chữa cháy trên bộ, cảnh sát cũng huy động 3 cano hút nước từ dưới kênh Tàu Hủ phun thẳng vào hiện trường. Sinh Group khởi công tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng và giải trí biển Hòn Thơm quy mô 310 hectare với nhiều hạng mục gắn với nghệ thuật và bảo tồn thiên nhiên chiều 30 tháng 3. Sự kiện có sự tham gia của Thủ tướng Phạm Minh Chính, đại diện bộ ngành, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang. Tọa lạc tại Hòn Thơm, hòn đảo lớn nhất thuộc quần đảo An Thới, Phú Quốc, tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng và giải trí biển Hòn Thơm gồm nhiều hạng mục: công viên nước, công viên chủ đề, thủy cung, sân khấu biểu diễn cá heo, nhạc nước, nhà hát, khu nghỉ dưỡng sinh thái. Chủ đầu tư cho biết đây là một trong các dự án trọng điểm của Phú Quốc trên con đường hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm du lịch và du lịch sinh thái biển phát triển ở trình độ cao theo quyết định 178 ban hành 2004. Thời gian tới, Cà Phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà Phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về tài chính bất động sản, quý khán giả đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.